Chào các bạn nha. Duy Kiều đang ngồi cắt thun để ngày mai gửi cho các bạn. Bạn nào đặt thun nha, còn bạn nào chưa đặt thì không có cắt nha. Thì có một bạn mới vừa điện tới, nói mua một mét thun dây 0.65, cắt khổ 13-19-150. Nhưng mà bạn ấy lại nói là bạn ấy không biết buộc. Bạn ấy kêu Duy Kiều chỉ cho bạn ấy. Thì Duy Kiều dừng giải lao một tí, quay cái video này luôn. Duy Kiều buộc, Duy Kiều cắt một vài bộ Duy Kiều buộc để ngày mai Duy Kiều đi đi săn. Thì đăng lên cho bạn ấy coi luôn. Thì bạn nào biết rồi thì thôi nha. Còn cái này là cái cách buộc, tức là mình buộc để chơi. Chỉ buộc một cách đơn giản thôi, không có bất kỳ một cái dụng cụ gì hết. Không cần phải hỗ trợ bất kỳ một dụng cụ gì. Thì như Duy Kiều bắn cũng bắn 13-19-150 á. Vừa bắn dây 0.6 đó, như vậy là cắt xong. Dụng cụ tức là cái mà để hỗ trợ cho các bạn buộc nha, còn như cái này á, là cái này không thể gọi là dụng cụ được nha. Đó, cái này nó chỉ là phụ kiện để cho các bạn cột dây thôi, còn những cái hỗ trợ là không cần cái gì hết. Tại vì là các bạn đi bắn thì các bạn chỉ buộc một bộ hoặc hai bộ thôi. Khi bán dây thun mét á, Duy Kiều sẽ gửi tặng kèm là một cuộn dây buộc nè, không bao giờ thừa. Đó, với lại 15 miếng da, da thì nó có nhiều loại lắm, nhưng mà Duy Kiều bắn cái loại này. Đó, Duy Kiều thường bắn cái loại này và cái loại da đen nè. Đó, Duy Kiều bắn hai cái loại đó. Thì Duy Kiều buộc cái cây này, là cái cách sử dụng của nó là các bạn sẽ đưa vào cái lỗ này nè. Bạn thấy chưa? Đó, bạn nào chưa biết nha, buộc một cách đơn giản nhất và dễ nhất. Tại vì là mình mua về mình chơi mà, mình chỉ buộc có một bộ hai bộ mình đi bắn thôi. Mình bắn một vài bữa, nếu mà ai bắn nhiều thì bữa hai ba bộ, còn ai bắn ít thì một bộ hai ba bữa. Đó, các bạn rút nó qua nè, rồi các bạn sẽ cắt một khúc dây này thôi, đơn giản thôi, không có gì khó nha các bạn. Bạn nào chưa tiếp xúc với nó thì nói là không biết, nhưng mà khi các bạn đã nhìn thấy người khác buộc, hoặc các bạn đã xem cái video này thì các bạn sẽ thấy nó trở nên cực kỳ dễ dàng nha. Nè, đó, Duy Kiều không cần hỗ trợ một cái gì hết, chỉ buộc Duy Kiều đi bắn là Duy Kiều buộc một cách đơn giản như thế này thôi. Đó, mình dùng hai ngón tay của mình tự mình kéo nè, đâu cần hỗ trợ gì đâu nè, các bạn thấy không, vẫn căng nha. Còn mà các bạn nào mà muốn cẩn thận hơn, tỉ mỉ hơn thì các bạn có thể dùng cái móc phơi đồ đó, hay là cây đinh, các bạn móc vào mấy cái lỗ này nè để các bạn kéo cho nó căng rồi các bạn buộc. Còn cái này Duy Kiều là đánh nhanh rút gọn thôi. Đó, các bạn muốn bao nhiêu dòng là tùy các bạn nha, nó không có kể. Duy Kiều cột hai bên nó đều là chơi thôi đó, chứ không có một cái lý thuyết nào hết trơn á. Không có phải là 3 dòng hay 4 dòng hay 5 dòng gì hết. Bạn nào thích mấy dòng thì mấy dòng à. Xong rồi mấy bạn cắt bỏ phần dư đi. Ok các bạn. Đó, bạn nào muốn cột bao nhiêu dòng thì cột. Cái mối cột này nè, các bạn để bên trong thì nó sẽ đẹp. Khi mà các bạn nhìn thấy nó sẽ thẩm mỹ hơn nè, các bạn kéo ra nó sẽ thẩm mỹ hơn đúng không? Còn để bên ngoài thì các bạn nó sẽ thấy cái mối cột. Cái này là cái thẩm mỹ thôi, chứ thực ra nó ở trong hay ngoài không quan trọng. Cột luôn bên này nha. Cực kỳ dễ các bạn. Đó, chút xíu là các bạn có thể cột xong một bộ dây. Đó, các bạn mua một mét dây mà bắn tới gò má thì Duy Kiều tặng 15 miếng da, một cuộn dây buộc, một cây xỏ thun. Đó, dây 0.6 0.65, ví dụ như vậy đó, thì nó chỉ có 140.000 bao ship thôi, nhưng các bạn có thể có tới 30 bộ. Tại sao 30 bộ là chỉ tặng có 15 miếng da? Tại vì một miếng da có thể bắn được mấy bộ, cho nên là tặng miếng da nó chỉ tặng như vậy để các bạn đủ chơi thôi, chứ tặng nhiều quá thì các bạn lại phải thêm tiền. Có, tại vì các bạn cũng dư thôi, mà cái miếng da mình bắn vài bộ, những bộ phía sau á, nó lại
nhiều người chơi người ta trải nghiệm, người ta cho cảm nhận là bắn những bộ thứ hai thứ ba nó mềm cái miếng da, nó sẽ thấy nó ok hơn. Còn có bạn thì thích chơi đồ mới, chơi xong là bỏ, chơi xong là bỏ, thì mỗi người mỗi sở thích nha, không phải ai cũng như ai các bạn. Đó, cứ thấy cảm thấy nó hai bên nó đều đều là được, chứ gì kiểu cũng không có đếm là bên kia bao nhiêu dòng hay bên này bao nhiêu dòng đâu. Bạn nào kỹ á, thì ví dụ như bên này 8 dòng, 6 dòng hay 4 dòng thì các bạn đếm bên này luôn. Còn dây kèo là tay làm mà miệng như tép nhảy nên là không thể nào đếm được các bạn ơi. Đó, có vậy là có một bộ dây nè. Các bạn cứ cột cho nó thiệt là chắc này. Rồi cái miếng này, cái mối cột này để ở ngoài luôn rồi. Xàm thì chứ, bên trong bên ngoài luôn. Ok, đây các bạn. Ok nha. À, xong các bạn cắt bỏ cái phần này đi cho nó thẩm mỹ. Rồi anh em nào muốn mua thêm cái kéo mắt mắt kính này thì có 30.000 một cây luôn. Sẵn đây giới thiệu các bạn luôn. Cái kéo mà nhiều khi tưởng đâu cái kính ha. Đây, ok các bạn, nhìn mới còn nè. Các bạn nhìn mớ cột của dây kiều nè, như vậy là nó đã ra một bộ thun để các bạn đi bắn rồi nè, cực kỳ đơn giản các bạn, không có gì khó hết nha. Sợi dây á, lúc đầu lúc mà mình cắt á là nó đã đều sẵn rồi. Khi mà mình muốn chơi 150 thì thường á, là cái khổ dây cái bề ngang của nó đã là 150 nè các bạn. Đây các bạn nhìn thấy không, đây mí này là 150, mí này là tới đây rồi, mí này thì cũng sát đây luôn, nghĩa là từ dưới đây lên nó là 150 đó. Đó, để đây các bạn dễ nhìn nè. Các bạn nhìn thấy không, cái mí này tức là 150 đó. Các bạn Duy Kiều phải nhìn ở phía ngoài nè, cái con số người ta để bên ngoài á thì trên xuống nó là 150 nè. Đó, cái này là các bạn không thể nào lộn nè, đó thấy không, số 15 nè. Thì chơi 150 để xuống là cắt luôn à, 1 mét cắt được 30 bộ, nó rất là tiện. Còn bạn nào muốn cắt, tại sao có các bạn hỏi mình nhiều tại sao mà cắt 140 mà nó cũng được có 30 bộ mà cắt 150 thì nó cũng được 30 bộ, tại vì nếu như các bạn muốn cắt 140 đúng không, thì Kiều sẽ cắt lấy một cái đường thẳng như thế này, rồi dây kèo đo 140, dây kèo cắt ra 140, ví dụ như dây kèo đã cắt xong, dây kèo phải lật ngang như thế này và cắt cắt như thế này thì phải bỏ khúc này, bỏ khúc đó, bỏ 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 bên này và bên này. Khi mà mình đưa cái khuôn vô đó nó sẽ dư ra hai bên, mỗi bên một tí thì bỏ. Còn như cắt 150 là để như thế này và cắt tới 150 nó không mất một cái gì cả thì nó được 30 bộ. Còn mà các bạn cắt ngắn hơn thì nó lại mất hai bên thì nó cuối cùng nó cũng còn có 30 bộ rồi. Rồi cắt dài hơn thì nó sẽ ít lại các bạn. Cái này các bạn biết mà. Chơi rất là ok nha. À, Duy Kiều vừa làm cái video chia sẻ cái cách cột dây rồi sẵn báo giá luôn, bạn nào có muốn mua cái loại dây này, nó là dây Brisai. Brisai nó có rất nhiều series nha, nó có 0.50, 0.55, 0.6 là nó có cái màu này nè, rồi nó có 0.65, rồi nó có 0.6, 65 và 70 nó có màu này, tức là 0.50 với 55 là màu vàng nè, còn mà 0.6 với 0.65 là màu trắng, còn riêng 0.6, 0.6 thì nó sẽ có hai màu luôn, hai màu như thế này luôn. Các bạn thích cái nào các bạn cứ nói, Duy Kiều có bán đầy đủ nha. Ok, các bạn cho Duy Kiều xin một like và đăng ký kênh ủng hộ Duy Kiều nha. Bạn nào muốn mua ná, mua phụ kiện thì quay lại những video trước, video này chỉ
chia sẻ và nói sơ qua về cái body size này thôi. Ok, chào tạm biệt các bạn nha.